bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Ngày 13 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu lên tiếng về hệ quả từ cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kerch của Liên bang Nga. Theo hãng tin Reuters, một tuần sau khi khoảng 1.000 quân Ukraine tràn qua biên giới Nga vào tỉnh Kerch dưới sự yểm trợ của xe tăng và xe bọc thép, các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn đang tìm hiểu xem Ukraine muốn đạt được mục đích gì với cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga. Về phía Tổng thống Mỹ Joe Biden, trả lời các câu hỏi của phóng viên khi đến New Orleans, nhà lãnh đạo này cho biết ông đã được báo cáo tóm tắt cứ 4 đến 5 giờ trong 6 đến 8 ngày qua về hành động của Ukraine. Theo ông Biden, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kerch của Liên bang Nga đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho ông Putin, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hãng tin Reuters cho biết đây là bình luận quan trọng đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kerch của Liên bang Nga, một hành động dường như đã khiến Moscow bất ngờ. Về phía Ukraine, trong bài phát biểu qua video vào tối ngày 10 tháng 8, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky, lần đầu lên tiếng thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kerch của Liên bang Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào hồi tháng 2 năm 2022. Sau đó, trong một bài phát biểu đưa ra ngày 12 tháng 8, ông Zelensky nói rằng chiến dịch tấn công vào tỉnh Kerch sẽ buộc người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải làm hòa vì Ukraine quyết tâm chiến đấu và cho rằng chiến dịch hiện đang quay trở lại Liên bang Nga sau khi Moscow đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Về phần mình, vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Liên bang Nga, ông Putin đã có cuộc họp được truyền hình trực tiếp với các quan chức an ninh cấp cao và các thống đốc khu vực. Phát biểu tại cuộc họp, ông Putin cho rằng giờ đây thì đã rõ lý do tại sao Ukraine từ chối đề xuất quay lại với kế hoạch hòa bình của Liên bang Nga, cũng như đề xuất với các bên trung gian, quan tâm và trung lập. Theo ông Putin, có vẻ như Kiev với sự giúp đỡ của phương Tây đang thực hiện ý muốn của mình là tìm cách cải thiện vị thế đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga đã đặt câu hỏi ngược lại rằng, nhưng chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với những kẻ nhắm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự một cách bừa bãi hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở điện hạt nhân? Chúng ta có thể đàm phán kiểu gì với họ? Trong bối cảnh tình hình xung đột Nga-Ukraine diễn biến phức tạp ở tỉnh biên giới Kerch của Liên bang Nga, ngày 11 tháng 8, Tham tán Vũ Xuân Việt, trưởng phòng lãnh sự, phó ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết, Đại sứ quán duy trì liên hệ điện thoại hàng ngày với Hội người Việt Nam tại Kerch để theo dõi tình hình và hướng dẫn bà con ứng xử nếu xảy ra tình huống khẩn cấp. Tham tán Vũ Xuân Việt cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga sẵn sàng phương án sơ tán bà con đến các vùng an toàn ở các tỉnh lân cận, nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga khi cần thiết. Theo chị Hoàng Thị Mai Hương, 30 tuổi, đang kinh doanh ở chợ Pokrovsky hay còn gọi là chợ Việt Nam của thành phố Kerch, mấy hôm nay người dân thành phố hầu như không ra chợ mua hàng. Thành phố cũng bị tàn phá do thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công. Gia đình chị đang xem xét và chuẩn bị tinh thần để có thể sơ tán đến thành phố khác nếu tình hình trầm trọng hơn. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội Người Việt ở Kerch cho biết, người Việt Nam ở tỉnh Kerch của Liên bang Nga có khoảng 140 người. Trong số này có 100 người đang làm việc tại hai công ty may mặc là Hoa Sen và Hà Nội ở thành phố Zelep-Logov, cách biên giới hơn 100 km. 40 người còn lại gồm 25 người đang làm việc tại một xưởng may, số còn lại bán hàng ở chợ trung tâm thành phố Kerch, cách biên giới hơn 150 km. Theo ông Đạo, tính đến chiều ngày 13 tháng 8, tình hình người Việt Nam sinh sống ở tỉnh Kerch của Liên bang Nga vẫn bình an. Ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Kerch ở Liên bang Nga cho biết, cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra ở khu vực biên giới, nên cơ bản những vùng có người Việt Nam sinh sống đang ở cách xa và hiện tại vẫn an toàn. Chưa có người Việt Nam nào phải sơ tán, mặc dù chúng tôi đã có sẵn các phương án sơ tán trong trường hợp tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Còn nếu tình hình bình thường, chúng tôi vẫn cứ ở lại đây. Ông Đạo nói, buổi sáng ngày 6 tháng 8, khi chúng tôi thức giấc và nghe thấy thông tin quân đội Ukraine tấn công vào biên giới Kerch, thì chúng tôi có hoang mang. Hôm đó máy bay bay qua trung tâm thành phố rất nhiều. Sau khi được biết các thông tin từ chính quyền, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, tình hình được kiểm soát hơn và thấy không có gì đáng ngại lắm. Bởi vì chúng tôi tin tưởng vào chính quyền và tin tưởng vào quân đội Nga. Đến thời điểm này, mọi người vẫn đang ổn định, nhưng trong tâm lý của mọi người, ai cũng có một kế hoạch riêng cho mình. Nếu như trong trường hợp chính quyền kêu gọi sơ tán, thì lúc đó phải đi sơ tán rồi.
Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng gọi điện hỏi han tin tức của bà con thường xuyên. Do đó, Hội Người Việt ở Cớt cũng thông báo tin tức tình hình mới lên cho Đại sứ quán biết. Và đến thời điểm này, người Việt Nam ở đây vẫn đang yên ổn, không một ai bị sao cả. Nói chung chúng tôi cũng quen rồi vì cuộc giao tranh này từ tháng 2 năm 2022 mà đến giờ là hơn 2 năm rồi. Bên trong thành phố đôi khi cũng có những cuộc báo động phòng không, báo động có máy bay không người lái, có tên lửa. Nhưng bên trong thành phố vẫn yên ổn. Có một hai lần có mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống đường cũng không gây tai nạn gì. Duy nhất cách đây 3 hôm, vào buổi tối, có một mảnh tên lửa rơi xuống sát một tòa nhà 9 tầng, bị cháy mấy ô tô và có khoảng 20 người bị thương, không có người thiệt mạng. Tình hình ở ngoài mặt trận chúng tôi cũng cập nhật qua các thông tin truyền thông, còn người Việt đến thời điểm này vẫn bình an. Theo ông Nguyễn Quang Đạo, Phó Chủ tịch Hội Người Việt tại tỉnh Cớt, Liên bang Nga, địa điểm đầu tiên quân đội Ukraine xâm nhập là từ huyện Sudza, cách trung tâm thành phố nơi tôi đang sống khoảng 100 km. Theo nội dung cuộc họp báo giữa tỉnh trưởng Cớt và Tổng thống Putin, chiều rộng khoảng 40 km thì quân đội Ukraine đã xâm nhập vào khoảng 10 km. Về phía Nga, đang đào hệ thống thông hào để ngăn chặn xe tăng và trong ngày 13 tháng 8 đã đào xong hệ thống thông hào này để phòng thủ. Tình hình giao tranh chỉ căng thẳng ở huyện biên giới Sudza và gần huyện Korenevo, cách biên giới hai nước khoảng 22 km và huyện Martinovka cách 15 km. Tỉnh Cớt có 5 huyện, đến nay khoảng 20.000 người ở khu vực giáp danh biên giới cũng đã sơ tán về trung tâm thành phố Cớt. Ở trung tâm thành phố Cớt, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng có còi báo động khoảng 10 đến 15 phút sau đó thông báo hết báo động. Mỗi lần có máy bay không người lái xâm nhập là lập tức có còi báo động. Cuộc sống vẫn bình thường, không có gì xáo trộn lắm. Trong khi hãng tin AFP cho biết, tới ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km ở tỉnh Cớt, thì Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư của Liên bang Nga ở Cớt. Cụ thể, hãng tin AFP ngày 13 tháng 8 đã phân tích dữ liệu từ các nguồn tin của Nga do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW chuyển tiếp và đánh giá. Theo đó, tính đến ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã tiến qua khu vực rộng 800 km2 ở bên trong lãnh thổ của Liên bang Nga ở tỉnh Cớt. Tối cùng ngày, trong một video do Văn phòng Dịch vụ Báo chí phát đi, Tổng thống Ukraine ông Zelensky tuyên bố các lực lượng nước này hiện kiểm soát 74 khu dân cư ở khu vực biên giới tỉnh Cớt của Liên bang Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh, bất chấp cuộc giao tranh dữ dội và khó khăn, lực lượng của chúng tôi vẫn tiếp tục tiến vào Cớt. Ông Zelensky cũng đăng đoạn phim cho thấy ông đang trao đổi với Tổng tư lệnh Oleksandr Zelensky qua video. Trong đó, tướng Zelensky báo cáo Tổng thống Ukraine rằng quân đội Ukraine đã tiến sâu vào một số khu vực từ 1 đến 3 km. Từ 8 giờ sáng ngày 6 tháng 8, Ukraine đã phát động chiến dịch tấn công bất ngờ vào tỉnh Cớt ở miền Tây Liên bang Nga. Ban đầu có sự tham gia của 300 quân. Với sự yểm trợ của 11 xe tăng và 22 xe bọc thép, chiến dịch nêu trên của Ukraine được coi là cuộc tấn công xuyên biên giới đáng chú ý nhất trên lãnh thổ của Liên bang Nga kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Chiến dịch tấn công này, theo Tổng thống Ukraine, ông Zelensky vào ngày 12 tháng 8 sẽ buộc người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin phải làm hòa vì Ukraine quyết tâm chiến đấu và rằng chiến tranh hiện đang quay trở lại Liên bang Nga sau khi Moscow đã đưa chiến tranh đến các quốc gia khác. Về phía Moscow, vào ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho quân đội Liên bang Nga đánh bật các lực lượng Ukraine, trong khi nhà chức trách cho biết hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực giao tranh. Sau đó, trong một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 13 tháng 8, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố quân đội nước này đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động địch trên xe bọc thép đột nhập sâu vào lãnh thổ Nga xung quanh một số ngôi làng. Sau khi quân đội Ukraine tấn công xâm nhập vào vùng Cớt của Liên bang Nga, Kiev đã đề xuất các chính phủ phương Tây cho phép họ sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã có một cuộc trao đổi hiệu quả với người đồng cấp Pháp. Chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, "Chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại trên chiến tuyến. Tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải dỡ bỏ lệnh cấm tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của đối phương." Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng cho biết trên mạng xã hội X rằng ông và người đồng cấp Ukraine đã thảo luận về sự phát triển của tình hình trên chiến trường cũng như sự hỗ trợ tiếp theo của Pháp cho Kiev. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói vào cuối tháng 5 rằng Kiev nên được phép vô hiệu hóa các cơ sở quân sự mà Nga sử dụng để phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.
Tuy nhiên, ông Macron đã cấm tấn công vào các mục tiêu khác ở Nga và rõ ràng là các mục tiêu dân sự. Vào mùa xuân, Ukraine đã được Mỹ đồng ý để sử dụng vũ khí sản xuất tại Mỹ tấn công Nga, nhưng chỉ ở khu vực Kharkov. Việc sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa hoặc các loại vũ khí tầm xa khác cho mục đích này bị cấm. The Washington Post của Mỹ trích dẫn một cố vấn không được nêu tên của Tổng thống Ukraine cho biết, sau khi lực lượng Ukraine xâm nhập vào khu vực Kursk, Kiev đã yêu cầu Washington cho phép sử dụng ATACMS để tấn công các sân bay trên lãnh thổ Nga nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trả đũa của Nga. Ngay trước khi tấn công xuyên biên giới Nga, đại diện của nhóm Kharkov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thông báo rằng Kiev đã nhận được sự cho phép sử dụng tên lửa Mỹ để tấn công Nga, nhưng không xa hơn Belgorod. Trong khi đó, tờ The Telegram của Anh đưa tin Vương quốc Anh không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tầm xa để hỗ trợ cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga, cho dù có những lời kêu gọi từ Kiev. Một nguồn tin từ chính phủ Anh nói với The Telegram rằng không có sự thay đổi trong lập trường của London về việc sử dụng các tên lửa có tầm bắn lên tới 550 km này. Anh hiện cho phép Ukraine sử dụng chúng để tấn công Crimea và các khu vực khác mà Kiev tuyên bố chủ quyền, nhưng không cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận vì lo ngại điều này có thể làm gia tăng xung đột. Theo The Telegraph, quyết định về cách Ukraine có thể sử dụng tên lửa Storm Shadow không chỉ thuộc về London, vì chúng được sản xuất hợp tác chặt chẽ với Pháp, nước cũng có tiếng nói trong vấn đề này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng chỉ những mục tiêu từ đó Nga phóng các cuộc tấn công của mình. Về phía Đức, Ukraine đã được Đức cho phép sử dụng vũ khí và thiết bị do họ viện trợ trong cuộc tấn công ở Kursk. Bộ Quốc phòng Đức cho biết các vật phẩm cung cấp hiện là vũ khí của Ukraine và Kiev có quyền tự do trong việc sử dụng chúng trong cuộc giao tranh chống lại Nga. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói rằng các vũ khí được trao cho Ukraine không đi kèm với các điều kiện cụ thể. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói, sau khi vũ khí từ Đức được chuyển giao cho Ukraine, chúng đã thuộc về Ukraine, đó là vũ khí của Ukraine. Không có trở ngại, vì vậy Ukraine có quyền tự do lựa chọn cơ hội. Giống như nhiều quốc gia thành viên NATO khác, Đức đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đối với Nga bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và tình báo. Vào đầu năm nay, các quan chức Đức đã công bố gói vũ khí trị giá 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không IRIST được sử dụng để đối phó với các cuộc không kích của Nga. Trong khi đó, tại cuộc họp với Hội đồng An ninh và Chính phủ Nga ngày 12 tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga phải đánh bật được quân đội Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Tổng thống Putin nhấn mạnh, cơ quan an ninh liên bang cùng với lực lượng vệ binh quốc gia Nga phải đảm bảo tình trạng chống khủng bố và đấu tranh hiệu quả chống lại các nhóm trinh sát và phá hoại của đối phương. Bất chấp các cuộc đột kích lớn của Ukraine nhằm xâm nhập lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tấn công dọc theo khu vực miền Trung và miền Nam giới tuyến, đặc biệt là khu vực Donbass. Nếu không có gì thay đổi trong những tuần tới, Nga có khả năng chiếm được tuyến đường cao tốc T-0504 khoảng 5 km, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị suy yếu nghiêm trọng, đồng thời đe dọa cắt đứt tuyến tiếp tế của Kiev dọc theo toàn bộ mặt trận. Đây có thể là lý do Ukraine quyết định xâm nhập lãnh thổ Nga. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!